Bình thường em toàn uống xong mới tẩy, xong nó vẫn ra sóng nhưng không biết nó có giữ được lâu không, mong anh xem. Đầu tiên ấy là do có thể là em uống xoăn nhiều. Bây giờ em tẩy thì nó cũng đã bị duỗi sóng ra rất là nhiều rồi, nhưng mà cơ bản thì nó vẫn còn bởi vì mình uống xoăn nhiều mà. Hai là tóc em thuộc dạng giữ nếp tốt, tức là thuộc dạng tóc sợi to thì giữ cái sóng tốt. Đấy, nhưng mà cái tỷ lệ này nó rất là thấp nhá. Đấy thì trong cái trường hợp mà anh em muốn tẩy tóc ấy, muốn tẩy hết cả đầu ấy, thì mình khuyên là anh em không nên uốn. Bởi vì khi mình tẩy xong mình còn nhuộm đúng không? Mình nhuộm một cái màu gì đấy chứ không chỉ đơn thuần là mình tẩy. Đấy thì anh em không nên uốn làm gì nữa, nó sẽ bị khô sơn, đại thể là cái uốn tóc uốn của mình chắc chắn nó không còn đẹp, kể cả uốn trước hay là uốn sau nhá. Đấy, tóc uốn nó không còn đẹp, cho nên anh em là đã xác định mà tẩy tóc ấy mà nhuộm màu đậm đậm tí thì anh em cứ để vậy thôi, để tóc bình thường vậy thôi, là tạo kiểu thôi cho nó dễ. Bởi vì khi mà cái tóc mình đã tẩy rồi nó khô đấy, cho nên là cái mức độ tạo kiểu nó cũng rất là dễ, nó rất là dễ để tạo được một cái kiểu chứ nó không bị khó như cái tóc lúc nó đang còn khỏe, nó đang còn trơn trượt, nó còn đang còn bóng, nó đang còn trơn trượt nhiều cho nên nó khó giữ nếp. Nhưng mà riêng cái tóc tẩy rồi nó khô mà cái bề mặt nó ráp 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 ấy, cho nên là nó bám vào nhau rất là dễ, anh em thích tạo một cái kiểu gì nó cũng rất là dễ, là không khó lắm đâu. Đấy, chính vì thế mà anh em xác định tẩy tóc cả đầu thì không nên uốn. Còn trong trường hợp những anh em ví dụ như chỉ tẩy highlight thôi, ví dụ thì tẩy ví dụ như khoảng tầm 10 đến 20% tóc thôi. Đấy, còn lại là cái tóc bình thường của mình ấy, thì anh em có thể là tẩy xong cho nó anh em mình uốn nhá. Ví dụ như anh em làm highlight ở mái này, hay là làm ngay tí gáy này, hay là tí hai mai này, hay là làm vài sợi lớp phớt highlight ở bên trên đỉnh này đấy, nhìn cho nó có một cái gì đấy, nó phong cách nó lạ lẫm một chút ấy, nó cá tính một tí ấy. Thì anh em cứ làm highlight xong đi, sau đó là anh em uốn tóc nhá, chứ đừng có uốn xong rồi làm highlight tẩy nó mất cái sóng tóc của mình gì đó. Anh em cứ làm highlight xong tẩy xong sau đó là anh em mới uốn. Còn anh em nào muốn tẩy cả đầu ấy thì là không cần phải nên uốn, không nên uốn, mình khuyên là anh em không nên uốn, mới uốn xong nó chắc chắn là không thấy đẹp, không đẹp. Còn trong trường hợp của bạn này, nó là một cái trường hợp rất hi hữu thôi nhá. Có thể là do bạn ấy uốn săn nhiều hoặc là tóc bạn ấy giữ nếp rất tốt đấy, cho nên nó mới còn. Nhưng mà chắc chắn cái sóng của bạn nó không còn đẹp đâu nhá.